hải hăng chúng ta hăng vì nhân dân quên mình, ngày bác dâu năm tháng còn giúp ta tiến lên. Bộ đội đặc công nhiệm vụ đặc biệt, chiến công thần đặc biệt, những trận đánh khiến quân thù kiếp kiếp, những đau đau sầm nhớ đến muôn đời. Dù sao còn đây chân lòng mình còn đây, những người anh hùng sống mãi với non sông. Còn đây những năm tháng hào hùng bao trang sử, vì đất nước yêu quý dùng vàng ta tiến lên. Bộ đội đặc công nhiệm vụ đặc biệt, chiến công thật đặc biệt, những người lính với mình trần trần đất anh khắc sâu lấy thành nhiều. Một tâm lòng son người sang người chân lý, những người anh hùng sống mãi với non sông. Anh là thắng, ta đi là chiến thắng, người tình yêu đất nước trong tim. Mẹ Việt Nam ơi, hôm nay giữa thao trường vất vả, chúng con đi hát mai cô quân hài. Truyền thống trong mấy ngàn năm giữ nước thành bài ca. Những trận đánh khiến quân phù khiếp tiếc, những đau đau sắp nhớ đến muôn đời. Dù sao còn đây chân lòng mình còn đây, những người anh hùng sống mãi với non sông. Còn đây những năm tháng hào hùng bao trang sử, vì đất nước yêu quý dùng lòng ta tiến lên. Bộ đội đặc công nhiệm vụ đặc biệt, chiến công thật đặc biệt, những người lính với mình trần trần đất anh khắc sâu lấy thành nhiều. Một tấm lòng son người sang người chân lý, những người anh hùng sống mãi với non sông. Anh là thắng, ta đi là chiến thắng, người tình yêu đất nước trong tim. Mẹ Việt Nam ơi, hôm nay giữa thao trường vất vả, con đi hát mai cô quân hài. Truyền thống trong mấy ngàn năm giữ nước thành bài ca. Hát mãi nhịp hành quân. Truyền thống trong mấy ngàn năm giữ nước thành bài ca. Thank you.
2023. Hôm nay rất vui mừng và hân hạnh cho hội đồng ngũ tháng 2 năm 1993 đoàn 126 đặc công nước của Bộ Tư lệnh Đặc công huyện Xuân Trường, Giao Thủy được chào đón các thủ trưởng đơn vị, các đồng chí, đồng đội và phu nhân, người thân của các bạn về dự và động viên chúc mừng buổi gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày nhập ngũ. Cho phép tôi thay mặt cho ban liên lạc hội đồng ngũ 93 huyện Xuân Trường, Giao Thủy xin được kính chúc các vị quý khách và toàn thể các đồng chí, đồng đội, những phu nhân, những người thân và các bạn có mặt trong ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe, gia đình bình an, hạnh phúc, thành công và chúc cho buổi gặp mặt kỷ niệm của chúng ta thêm tình nồng ấm. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các bạn, trong không khí tràn đầy kỷ niệm và hạnh phúc của buổi gặp mặt, chúng ta đang được sống lại một thời quân ngũ, một thời trong sáng của mộng mơ, một thời trai trẻ đầy những ước mơ và hoài bão, và một thời vất vả, gian khó của những buổi ban đầu nhập ngũ trở thành những tân binh của tiểu đoàn 2, đoàn 126, Bộ Tư lệnh Đặc công. Năm tháng trôi qua là cả một chặng đường dài, tuy mỗi người, mỗi công việc, ai cũng phải lo toan, vất vả,
song từ sâu thẳm trong tâm hồn, chúng ta luôn nhớ về nhau, dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất của một thời trai trẻ. Chính xuất phát từ lý do trên mà Hội đồng ngũ tháng 2 năm 1993, huyện Xuân Trường, Giao Thủy đã được thành lập, và ngày hôm nay chúng ta long trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày nhập ngũ. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa các đồng chí, về dự chung vui và động viên buổi gặp mặt hôm nay, tôi xin trân trọng được giới thiệu Thủ trưởng đơn vị đồng chí Thượng tá Bùi Ngọc Quỳnh, nguyên chính trị viên tiểu đoàn 5 đặc công. Tôi xin trân trọng giới thiệu các đồng chí thay mặt cho ban liên lạc Hội đồng ngũ năm 1992, năm 1994, năm 1995 và năm 2022 thuộc huyện Giao Thủy đề nghị hội nghị chúng ta nhìn được chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu các bạn trong Hội đồng ngũ 93 thuộc tỉnh Ninh Bình, các bạn trong Hội đồng ngũ 93 thuộc huyện Hải Hậu và các bạn là hội viên Hội đồng ngũ 93 thuộc huyện Nghĩa Hưng cũng đã có mặt về dự buổi gặp mặt hôm nay, xin đề nghị hội nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Và xin trân trọng giới thiệu về dự buổi gặp mặt hôm nay còn có các phu nhân và người thân của hội viên Hội đồng ngũ tháng 2 năm 1993 huyện Xuân Trường, Giao Thủy cũng đã có mặt về dự đề nghị hội nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. 4 là đại diện ban liên lạc Hội đồng ngũ tháng 2 năm 93 huyện Xuân Trường, Giao Thủy là phát biểu đáp từ. 5 là mời các vị đại biểu chúng ta chụp ảnh lưu niệm, và 6 là mời các vị đại biểu chúng ta dự bữa cơm thân mật. Kính thưa Thủ trưởng đơn vị, kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí, hôm nay trong không khí vui mừng phấn khởi của toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Đoàn Đặc công 126, 24 tháng 3 năm 1967, 24 tháng 3 năm 2023, đón xuân Quý Mão năm 2023. Được sự nhất trí của Thủ trưởng đơn vị, sự thống nhất của các thành viên Hội đồng ngũ tháng 2 năm 1993, huyện Xuân Thủy, nay là huyện Xuân Trường, Giao Thủy. Được sự thống nhất của ban tổ chức gặp mặt, thay mặt cho các đồng chí thành viên trong hội, tôi xin được thông qua diễn văn kỷ niệm ôn lại lịch sử truyền thống quá trình hình thành và phát triển của lớp lớp các thế hệ bộ đội đặc công nói chung và truyền thống bộ đội đặc công đoàn 126 nói riêng, ôn lại những kỷ niệm một thời để nhớ, những ngày tháng xa quê, những tháng năm xa nhà. Trước tiên cho phép tôi thay mặt thành viên trong hội nhân dịp đầu xuân năm mới xin gửi tới Thủ trưởng đơn vị, các vị đại biểu, các đồng chí lời kính chúc sức khỏe năm mới, gia đình an khang thịnh vượng. Chúc buổi gặp mặt kỷ niệm của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Ngày 2 tháng 7 năm 1991, trên cơ sở trung đoàn 820 và đoàn 788 đặc công, ban đầu đơn vị có tên đoàn 126, giống với tên một trung đoàn đặc công hải quân đã chuyển thành hải quân đánh bộ. Ngày 27 tháng 2 năm 2001, Bộ Quốc phòng ra quyết định đổi phiên hiệu đoàn 126 thành nữ đoàn đặc công nước Nam. Trung đoàn 820 đặc công được thành lập từ năm 1979 trên cơ sở tiểu đoàn 5 đặc công nước có bổ sung. Bản thân tiểu đoàn 5 đặc công nước được thành lập từ ngày 24 tháng 3 năm 1967. Ngày 24 tháng 3 được chọn là ngày truyền thống của nữ đoàn. Sau này đoàn 126 có cơ sở, hai cơ sở. Trụ sở chính của đoàn 126 nay là lữ đoàn 5, đóng quân tại đường Yên Ninh, đường Mỹ Đê, phường Mỹ Bình, thành phố Văn Rang, Tháp Tràm, tỉnh Ninh Thuận. Cơ sở 2 là tiểu đoàn 2 huấn luyện, là trụ sở chính của trung đoàn 820 ngày trước, đóng quân tại xã Cây Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Lịch sử trong chiến tranh Việt Nam 1967 đến 1975,
tiểu đoàn 5 đặc công nước đã trực tiếp huấn luyện 50 khung đại đội từ K1 đến K50 đất của Pháp, chiếm một phần quan trọng trên chiến trường. Lợi dụng lãnh thổ Việt Nam có bờ biển dài, nhiều sông ngòi, có vùng sông ngòi chẳng chịt như miền Tây Nam Bộ, quân Pháp bố trí lực lượng hải quân khá mạnh. Hải quân Pháp tập trung vào ba hoạt động chủ yếu: dùng tàu thuyền chiến đấu hỗ trợ cho bộ binh đi càn quét phá căn cứ, ngăn chặn tiếp tế vận chuyển của Việt Minh, dùng đường thủy các vùng ven sông ven biển, khẩn trương xây dựng các đội sắt tàu Pháp sẵn sàng đánh Pháp trên mặt trận sông nước. Trong chiến dịch Hà Lam Ninh tháng 6 năm 1931, tổ đặc công nước do Nguyễn Quang Vinh thuộc trung đoàn 36 đại đoàn 308 chỉ huy dùng thuyền lan chở 300 kg thuốc nổ đánh chìm tàu chở vũ khí của quân Pháp. Đây là trận mở đầu cho cách đánh tàu chiến trên chiến trường Bắc Bộ, tạo tiền đề cho việc nghiên cứu sử dụng đặc công đánh các mục tiêu trên sông trên biển. Ở miền Nam, đầu năm 1949, đội sắt tàu Long Châu Sa dùng thủy lô ở vùng rừng sát. Tháng 9 năm 1950, các đội đặc công được hình thành từ trung đoàn 300 hoạt động ở vùng Nhà Bè, Thủ Thiêm xuống Cần Giờ, Xoài Rạp. Lực lượng này chiến đấu rất dũng cảm, táo bạo, được gọi là quân cảm tử, diệt nhiều chỉ huy Pháp và tay sai. Như vậy, trong giai đoạn đầu kháng chiến, cùng với cách đánh của bộ đặc công bộ, tàu đưa chúng tôi đi rồi xe đón chúng tôi về, quê hương lại đón chào những người con hoàn thành nghĩa vụ của mình, lấy trở về quê hương trong niềm vui hân hoan tự hào của gia đình, người thân bè bạn. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí, trở về quê hương trong điều kiện kinh tế xã hội của những năm giữa thập niên 90 có nhiều khó khăn, là giai đoạn đầu của những năm đổi mới. Từ những người lính hàng ngày chỉ quen với vũ khí súng đạn, quen với thao trường, những khẩu lệnh, biết bao trăn trở cho tương lai hạnh phúc, bằng với quyết tâm nghị lực không ngại khó ngại khổ, bằng sự rèn luyện và ý chí vươn lên của người lính, khép lại hành trang quân ngũ là ba lô trên vai và cây súng, những trang nhật ký khép lại những kỷ niệm một thời quân ngũ, chúng tôi người tiếp tục trang đèn sách còn dang dở, tiếp tục trong quá trình học tập sau này trở thành giáo viên, người phấn đấu học tập trở thành cán bộ công chức, người học tập phấn đấu trở thành giám đốc doanh nghiệp, người là kỹ sư, người là công nhân thợ ở các công ty xí nghiệp, người là thợ lành nghề điện nước dân dụng, người chuyên làm đẹp cho đời, cho người, cho những kiểu tóc mái đầu, người tạo dáng thổi hồn cho những chậu cây, chậu hoa, người làm nghề thủ công mỹ nghệ, người làm nghề tài xế chuyển chở khách trên những chặng đường dài, người tiếp tục công việc lao động sản xuất, tất cả đều cho một mục tiêu và tiếp tục đóng góp công việc nhỏ bé của mình với sự nghiệp chung vào xây dựng đất nước và hạnh phúc kinh tế gia đình. Bên cạnh những dự định cho tương lai, sự nghiệp là hạnh phúc gia đình, những mái ấm gia đình nhỏ của lính khi trở về quê hương cũng từ đó được bắt đầu. Yêu lính không phải kể, mà lính đặc công thì điểm chuẩn cho chất lượng. Tuổi thanh xuân không trở lại hai lần. Trải qua 5 tháng, ôn lại những kỷ niệm 30 năm đến nay, chúng tôi tuổi đã ngũ tuần, không còn trẻ mà cũng đã đang chuẩn bị già, là cái tuổi đã lên ông, lên bà. Người có cháu nội, cháu ngoại, trên gương mặt mỗi anh em đều đã hằn thêm những vết nhăn, trên mái đầu tóc đã điểm bạc vì phải từng trải với cuộc sống đời thường. Song ta vẫn thấy ẩn sau những nếp nhăn, những sợi tóc pha xương ấy là nụ cười rạng rỡ, chất vô tư rất lính xưa kia. Và hơn thế nữa, mỗi chúng ta đều vẫn giữ được những phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Gặp mặt hôm nay, người còn, người mất, nhưng chúng ta hôm nay ngồi lại đây được nghe lại, ôn lại lịch sử truyền thống của đơn vị mình một thời đã gắn bó, ôn lại những kỷ niệm một thời quân ngũ, gặp mặt và ôn lại những kỷ niệm một thời đã qua. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí, mừng vui vì sự trưởng thành hôm nay, chúng ta càng bày tỏ biết ơn sâu sắc đến những bậc sinh thành, đến gia đình của mỗi người, nhờ đó mà chúng ta mới có ngày hôm nay. Chúng ta cũng không quên sự quan tâm chăm lo của các đồng chí lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị đoàn 126, trường đại học tổng hợp đã tạo đào tạo ra lớp lớp
các thế hệ đặc công nước. Đất nước, quân đội đã trao cho chúng tôi được khoác trên mình vinh dự màu xanh áo lính, được làm tròn nghĩa vụ trọng trách của mình với đất nước, quân đội, và đặc biệt hơn là được đào tạo trong một đơn vị, một binh chủng có bề dày lịch sử truyền thống anh hùng, binh chủng đặc công. Xin cảm ơn những người vợ đã gắn bó chờ đợi. Xin cảm ơn các đồng chí vợ của ngày hôm nay. Là hậu phương, là điểm tựa cho hạnh phúc tương lai và mai sau, cho chúng tôi tiếp tục có những kỷ niệm một thời quân ngũ, để rồi mãi mãi về sau, những đứa con của những người lính của chúng ta vẫn mãi mãi tự hào khi nghe kể về một thời những người cha của chúng đã có những kỷ niệm đẹp không bao giờ quên. Kỷ niệm 35 ngày nhập ngũ, ôn lại lịch sử truyền thống của đơn vị, nhớ lại những kỷ niệm gia đình hạnh phúc thành đạt. Chúc buổi gặp mặt của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu, nội dung bài diễn văn có sử dụng tư liệu của truyền thống đơn vị ký ức thời quân ngũ của khóa 93 có thể chưa đầy đủ, chưa được chính xác. Rất mong các vị đại biểu các đồng chí thông cảm. Xin cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các bạn, vừa qua các vị đại biểu cùng các bạn đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Phát ôn lại truyền thống lịch sử của đơn vị 126 bộ tư lệnh đặc công, và cũng như các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay rất vinh dự cho tôi được thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo chỉ huy đơn vị cũ về dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày nhập ngũ của các đồng chí. Và không biết nói gì hơn, gửi đến các đồng chí lời chúc sức khỏe, lời chúc mừng năm mới, chúc đại gia đình các đồng chí chúng ta an khang thịnh vượng, thành đạt trên mọi lĩnh vực công tác. Kính thưa các đồng chí, vừa rồi đồng chí Phát đã đưa các đồng chí trở lại về với kỷ niệm truyền thống của binh chủng chúng ta trong những 56 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Thế thì cùng với cái sự phát triển đó, nữ đoàn đặc công 126 trước và sau này đã chuyển thành là nữ đoàn đặc công nước 5 thuộc binh chủng đặc công. Bởi vì do cái nhu cầu phiên hiệu đơn vị, cho nên là chúng ta phải trả cái tên đoàn 126 cho quân chủng Hải quân. Cho nên là Bộ Tư lệnh quyết định lấy tiểu đoàn 5 cũ trở thành là lấy tên là đầu tiên là đoàn 5, để sau chuyển thành thế là để mà phù hợp với biên chế của các nữ đoàn. Thế thì trong toàn quân thì đã chuyển đổi lần cuối cùng là thành nữ đoàn là công nước 5 thuộc Bộ Tư lệnh là công cho đến bây giờ. Báo cáo các đồng chí như vậy. Thì trước khi phát biểu với các đồng chí thì xin thông tin thêm cho các đồng chí một số vấn đề để các đồng chí nắm được. Về đồng chí Phát nói tương đối đầy đủ rồi đấy. Giờ tôi chỉ xin qua mấy cái để chúng ta nắm được. Từ sau đi chúng ta có cái ai hỏi chúng ta là giờ không phải là nữ là công nước năm, chứ không phải là của bây giờ 126 là của quân chủng Hải quân rồi. Kính thưa công chí đại biểu khách quý, thưa toàn thể các đồng chí, trong hôm nay trong khí thế thi đua sôi nổi của cả nước kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của quân đội, hội đồng ngũ năm 1993 đồng chí tổ chức gặp mặt thay mặt cho công chí trong ban chỉ huy nữ đoàn, xin gửi tới các đồng chí quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí có mặt ở đây hôm nay và những người vắng mặt lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các đồng chí, cách đây 79 năm
ngày 22 tháng 12 năm 1944 dưới sự chỉ huy của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tổ chức tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của quân đội là một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam có một quân đội kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức giáo dục rèn luyện một quân đội của dân, do dân, vì dân và mang bản chất của giai cấp công nhân. Chiến đấu vì độc lập, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, tự do hạnh phúc của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, kế thừa truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc. Ngay từ đầu, những ngày đầu thành lập với gậy tầm vông súng kíp đã mưu trí dũng cảm, lập nên những chiến công đầu phay cắt nà ngần và cùng toàn dân khởi nghĩa, đưa cách mạng tháng 8 thành công bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Quân đội ta cùng với nhân dân cả nước chiến đấu giành thắng lợi vang dội, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, phát huy sức mạnh tổng hợp kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, quân đội ta đã giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên đại thắng mùa xuân 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Quay mặt đây. Vâng, đề nghị hội nghị chúng ta chúc mừng ạ. Vâng, ban liên lạc hội đồng ngũ năm 1995 huyện Giao Thủy nên tặng hoa và tặng quà. Vâng, đề nghị hội nghị chúng ta nhìn được chúc mừng ạ. Vâng, xin cảm ơn hai bạn. Vâng, xin đề nghị hội nghị được chúc mừng. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Xin ban tổ chức xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho hội đồng ngũ năm 1992 và đại biểu đại diện cho hội đồng ngũ 1994-1995 và đại biểu đại diện 2022 thuộc huyện 2002 thuộc đơn vị huyện Giao Thủy. Mời các bạn lên sân khấu 2002. Mời lãnh đạo về trên lên nhận quà. Đề nghị hội nghị ra nghề chúc mừng ạ. Vâng, xin cảm ơn các đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các bạn, ngày hôm nay chúng ta gặp nhau sau 30 năm ngày nhập ngũ. Anh em năm xưa giờ đây đều đã có gia đình, có những bạn đã có con vào các trường đại học,
cao đẳng, ra trường và đang công tác. Có những bạn đã nên chúc ông nội, ông ngoại trên gương mặt mỗi anh em đã hẳn lên thêm những vết nhăn, trên mái đầu đã có những sợi tóc bạc vì từng trải với đời thường. Song ta vẫn thấy ẩn sau phía những nếp nhăn là những sợi tóc pha xương ấy, là nụ cười rạng rỡ, chất vô tư nính xưa kia. Bởi ai cũng thấy cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Và hơn thế nữa, mỗi chúng ta đều vẫn giữ được những phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ. Trong số anh em ngày nhập ngũ sau ngày về, có người đã tiếp tục đi học để trở thành công chức, viên chức, có người đang giữ các chức vụ chủ chốt hoặc chuyên môn ở các địa phương, có người ở nhà trở thành cựu chiến binh, sản xuất kinh doanh giỏi hoặc đi làm ăn xa. Song tất cả chúng ta đều hết tâm huyết giữ gìn vun đắp tình cảm thiêng liêng, tình đồng chí, đồng đội. Trong niềm vui hội ngộ này, mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau gìn giữ những tình cảm anh em đồng đội cao quý trong suốt cuộc đời còn lại. Chúng ta sẽ là một tập thể lớn mạnh và đoàn kết, tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau trong đời thường và trong công việc. Hãy phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống đoàn 126 đặc công anh hùng. Hãy nỗ lực hơn nữa để xây dựng kinh tế gia đình vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Để có buổi gặp mặt kỷ niệm thành công hôm nay, xin cảm ơn các bạn trong ban liên lạc, bạn Bính, bạn Trinh, bạn Pháp, bạn Tá, bạn Thuật, cùng các bạn là thành viên hội đồng ngũ 1993 Xuân Thủy, đã cùng ban liên lạc làm tốt công tác chuẩn bị để có ngày hôm nay. Xin cảm ơn đồng chí Bùi Xuân Quỳnh, nguyên chính ủy, chính trị viên tiểu đoàn 5, các đồng chí đại diện ban liên lạc hội đồng ngũ 93 huyện Gia Viễn, Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, các bạn trong hội đồng ngũ 92, 93 huyện Nghĩa Hưng, huyện Hải Hậu và anh em hội đồng ngũ 92 huyện Giao Thủy, hội đồng ngũ 94, 95, 2002 huyện Giao Thủy đã về dự và cổ vũ động viên. Cảm ơn các phu nhân, các con đã đồng hành cùng dự chung vui cùng chúng tôi. Cuối cùng, xin kính chúc các vị đại biểu, quý khách cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, đoàn kết, thành đạt. Chúc cho buổi hội ngộ ngày hôm nay mãi vang khúc quân hành. Xin chân thành cảm ơn. Hey, everybody! Hey, everybody!
là 93 Linh Bình, mời đồng chí 92, 93 Linh Bình đến sân khấu. 93 chưa? Chưa hết. Mời hết các đồng chí 92, 93 Linh Bình ạ. Quê hương Linh Bình của chúng tôi yêu dấu, đấy nó là cố đô Hoa Lư đã đi vào lịch sử. Đấy có đền Vua Đinh và Vua Lê. Đấy các bạn đến chùa Bảy Đính thì các bạn sẽ hiểu về quê hương Linh Bình của quận tớ. Tôi sẽ xin hát hai bài, một là quê mẹ Linh Bình ơi và hai là hát. Chúng ơi, lên sân khấu, lên sân khấu nào. Lên sân khấu, lên sân khấu. Tí nữa mà hát thử thôi. Ông thông cảm cơ thể tôi không hiểu anh được, tôi chọc ra rồi. Rồi, dám giặt dẹo được tiếng của tỉnh Linh Bình lên sân khấu. Đúng rồi, tất cả ai Linh Bình lên sân khấu. Đồng chí nào Linh Bình có mặt hôm nay tại cái buổi gặp mặt hôm nay, mời cùng trên này thì có. Tôi trân trọng kính mời đồng chí Phạm Ngọc Tưởng, trưởng ban liên lạc hội đồng ngũ tháng 2 năm 93 của huyện Xuân Thủy lên trao kỷ niệm. Đó là con ta sai nghỉ đây. Nghỉ rồi chứ. Điều đó là rõ ràng. Thì 5 năm rồi. Quay mai đặt chiếc cho anh em vui rồi. Đấy, nghe để làm kỷ niệm 35 năm mà nó có thế. Giờ mình hiện đại rồi. Sợ gì không nhận đâu. À, ngày gì không? Mấy mình quay xuống sáng. Tôi mời các đồng chí là có mặt hôm nay. Linh Bình có mặt. Mời các đồng chí lên sân khấu cho. Hiện tại kỷ niệm. Rao răng bắt tay. Thank you.
Được rồi, sinh nhật hội nha. Những tỉnh, những huyện nào, những đồng chí nào, những hội đoàn nào mà chưa nhận được kỷ vật, các đồng chí phải làm rỡ á. Mình giáo gì? Mình rất mong là các vị tất cả và có ý kiến trực tiếp luôn cho ạ. Và để đơn vị không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn anh em giao thủy Nam Định chúng mình hôm nay đã tổ chức 30 năm. Anh em tôi sang bên đây không biết nói gì hơn, chúc toàn thể gia đình một năm mới mạnh khỏe. Xin cảm ơn. Xin đại diện cho anh em huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình cũng chúc các em, các bạn đấy, các em là sẽ 94 hôm nay là về cũng dự họp, và các anh 92 đấy là, nhưng là đúng là cái cuộc vui hội ngộ hôm nay là có cả anh cả em mình đứng giữa đấy, nên là mình rất cảm ơn các bạn giao thủy để mà mọi vấn đề giao lưu văn hóa và tất cả. Đấy, mình thay mặt bộ đội ngũ Gia Viễn, thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, cảm ơn tất cả các bạn giao thủy, tuyên truyền giao thủy. Đấy, rồi có một ngày mình đến hương